chơi như sau ạ. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 bài hát và sẽ được những ca sĩ bất đắc dĩ thể hiện. Nhiệm vụ của hai đội chơi lắng nghe những ca sĩ này hát và đoán xem tên của bộ phim nào có bài hát này. Và ở vòng này thì không cần phải chờ 20 giây. Nếu ca sĩ bất đắc dĩ cất tiếng hát và đội nào biết được đáp án lập tức nhấn chuông dành trả lời. Bài hát đầu tiên bắt đầu. Tìm dấu môi hôn đầu tiên cát mờ. 5 4 bài người đang bài đâu xong chắc chính xác. Hiền về trong từng đêm lạnh lùng rồi anh thấy tình em đó đang xa trôi. Bài hát thứ hai. Nhanh đi, nhanh đi, mỏi chân quá, mỏi chân. Bài hát thứ hai. Bắt đầu. Xin siêu rau rờ, sửa siêu sâu rờ, xin chú ý suy. Bắt đầu, bắt đầu. 5 4 3 2 1. Hết thời gian. Tiền tử hả? Hoàng Châu cách cách. 5 Hoàng Châu cách cách. 4 Hoàng Châu cách cách. Hoàng Châu cách cách. 4 Châu chính xác. Đã tới bên kia. Tới bên kia. Bài gì em, bài gì? Trời đây. 5 Đây. Đây. Vua sư tử. Vua sư tử. Chính xác. Yeah. Trời ơi, bài hát được nghe nó chết liền cái trời. How is life? Bài hát thứ ba bắt đầu. Mày trên du thuyền mà and a face told me can't get to me. Can't get to me hard. Yes, I so see what I can do. Just lean and start to sing. No right, no right, no right. Bài gì? Năm. Là Văn Hà không ta? Có nào phim hoạt hình không? Một. Có nào là giữa Văn Hà không? Đứng chuông ạ. 5 Nữ Hoàng Băng Gia. Chính xác. Chúng ta cùng nhau đến với ca sĩ thứ tư. Ca sĩ này cũng ẩn mình nãy giờ chờ được hát. Anh Vũ. Dạ. Xin mời anh Vũ đến đây ạ. À. Anh lên. Mời anh. Đồ nghề. Mời hả? Anh nghe cái gì? Anh hát cái đó. Anh ơi. Dạ. Anh hát càng khó càng tốt nha anh. Thầy chỉ có anh với em hiểu nhau thôi. Âm nhạc, anh hãy hướng mắt về phía trước nào. Thế không anh? Nó chỉ dỗ tha, dỗ hỏi chỗ chi, chỉ dỗ tha. Anh nói gì vậy? Anh nói gì vậy? Trời ơi, sao chị nói? Vậy anh? 5 4 Cái gì? 3 Thần thoại, thần thoại. Thần thoại. Không chính xác. Thần điêu đại hiệp, thần điêu đại hiệp. Thần điêu đại hiệp. Thần điêu đại hiệp. Ca sĩ thứ năm ạ. Xin mời chị Ngọc Trâm. Chị đâu hát rõ nè. Hát rõ. Ngọc Trâm cố lên. Thôi chúng ta không có vợ chồng gì hết. Đi về đi. Thôi. 2 3 Gì? Gì hamburger? Gì hamburger vậy? Chị bán hamburger hả? Rồi em
em không em ngày đêm mong chờ, chờ mong em yêu thương anh. 5 4 3 cho một tình yêu. Chính xác, chính xác. Cảm giác yêu thương ngọt ngào, nụ cười anh suốt tan đi bao nỗi đắng cay ngày nào. Chỉ mong người yêu như thế, chỉ mong người yêu như thế. Mọi người phải thật sự nên là thần giao cách cảm của vợ chồng nhau nghe chưa? Tôi yêu vợ chồng chúc mừng, chúc mừng đôi tân hôn vợ chồng nhau. Tuyệt vời. Về với đội bạn đi. Kết thúc vòng thi này, điểm số như sau ạ. Đội của anh Hoàng Mèo nhận được 8 điểm. Đội chị Quỳnh Hoa nhận được 10 điểm. Vẫn còn hơn, vẫn còn hơn, vẫn còn hơn. Trước khi đến vòng 4, chúng ta hãy dành ít phút để thư giãn.